Hôm nay là ngày 16 tháng 2, 2016, là ngày áp chót. Cả nhà đi chơi ở, đi trực tiếp ở Snow Town. Đây là từ Châu Non Xì đi ra, đi BTS đến thẳng ngày Cà Mày. Đây tòa nhà Cam Cam. Đây Gateway Cà Mày. Lại bán đồ nữa. Lại bán đồ nữa. Đồ bò kìa. 100 bạc một cái. Đồ bò nhà hai mẹ con. Đây Snow Town ở trên cùng. Lầu trên cùng. Đây là cái khu nhà tuyết lớn nhất ở Đông Nam Á. Đẹp ha. Đồ ở đây đẹp rẻ ghê. Đồ ở Thái rất là đẹp. Đồ Thái rất rẻ đẹp rồi. Cái gì cái nhà là đến Snow Town. Cái khu vui chơi tuyết lớn nhất Đông Nam Á ở Cà Mày Gateway, lầu 5, lầu trên cùng. Giá một người là 250 bạc. Nếu mà có vớ rồi thì không cần mua vớ. Nếu mà không có vớ thì phải chắc bắt buộc phải mua vớ 50 bạc nữa là 300 bạc một người. Trẻ em giá 230, cao dưới 90. Cao trên 90cm thì giá là như người lớn 250. Cả nhà như vậy là tính là 300 một người. Còn ba có vé có vớ rồi thì còn có 1.150. Đây, khu vui chơi tuyết rất lớn. Đây cả nhà đang xỏ giày. Không có giày nữa không? Nổi không? Mỗi người vào thì có một đống một cái dấu dấu mộc ở trên tay. Hình gấu á. Hình con gấu. Gấu trắng. Hình gấu trắng. Gấu tiết. Đem cho đồ về. Gấu tiết trắng. Đem kia không đem vô kia gửi. Để phân biệt là những người đã vào. Và cái dây này là cái dây. Rồi. Kia rồi đúng không? Kia này, kia. Hôm nay cả nhà sẽ vào vui chơi và chụp hình quay phim. Đây, không cho đây. Bỏ gọn lên cho em. Rồi. Đây là cổng vào Snow Town. Khu vui chơi. Mẹ ơi đi vào đi con. Đi, mẹ vô nè.
ngoài vào. Rất đẹp, làm rất đẹp. Đẹp quá ha. Rồi, đẹp quá Ben. Ben, Ben đứng đứng giữa gấu ba quay phim cho con. Mẹ cầm máy cho ba chụp đi. Xích vô, xích vô cho nó chụp nó rõ mà. Canh mình chụp, cho ăn chút. Rồi. Mẹ đây đi cười mỏi miệng à. Đứng bên đây nè, đứng bên đây đó. Ben lên ghế ngồi kìa. Ben lên ghế này ngồi nè. Cái là ghế, ghế gần lọc sữa. Hả? Thả lúc rồi đó. Ben lên ghế màu màu xanh ngồi trước đi. Rồi xong rồi lên ghế lên cái bếp lửa kìa. Không, không. Không, khẩu nên nằm lạc thôi. Ngồi nhỏm cao lên con. Rồi ngồi bên bếp lửa hồng kìa. Rồi ra qua đi con. Không. Rồi xích ra mẹ. Gần quá. Gần quá không đẹp. Lấy. Ra đây nè. Nhà không ai biết chụp hình hết. Nhà không ai biết chụp hình. Nhìn nhìn mặt mẹ kìa. Dạ. Con ra đây. Con ngồi lại đi ba chụp cho con. Phúc Nguyên ngồi lại ba chụp cho. Rồi mẹ tránh ra. Rồi. Thôi vào thôi. Chào. Xin chào, xin chào. Mấy cô kêu lấy. Có bác chụp hình không? Đây, cả nhà vào khu nhà tuyết. Khá lạnh. Khoảng 18 độ C. Vô chơi con. Ủa gửi đồ gửi đâu ta? Quán, có báu quan thế này không? Có báu khoảng đây cũng hôm nay tắm được lúc mai cho quan tổ số gì cái này. À, quan tổ. Khi năng khi năng đây ครับ. Năng đây. Ok ครับ. Cái nó effect tổng แค่ 2 นาที นะ ครับ. Rồi, tiếp theo sẽ là buổi tối 2 นาที นะ ครับ. Lúc nào cũng phải chụp ảnh trước. Ồ, ครับ. Đây cả nhà đang đi trên tuyết. Đây là tuyết nhân tạo. Đến 2 giờ thì mới có phun tuyết rơi nữa. Nên bây giờ người ta nói là mau mau vào chụp hình tuyết rơi. Đây là khung cảnh tuyết rơi.
Bạn đi vô con. Con bạn chụp mình đi. Đứng ngay, đứng giữa cho ba chụp. Xích xuống nữa con, xích xuống nữa. Đi xích xuống nữa, nhanh hơn hết tuyết rồi kìa. Rồi, hết tuyết luôn. Xong phim. Đây là chỗ đường trượt tiếp xuống. Bạn rất là thích thú. Ben vô nhà đó đi con. Nằm xuống, xong nằm xuống. Hả? À? Ê lên đây xong nằm xuống đi, đừng có ngồi nữa, nằm xuống á, nằm một bẹp xuống luôn á. Thôi ngồi đi cho đã. Nằm xuống cho bẹp.